Mình là Cường ET, chào mừng các bạn đến với tập 10 hướng dẫn Pro Show. Ở đây mình có một clip demo như sau. Clip được làm từ một clip gốc như thế này. Mọi người thông cảm, con nhỏ này nó từ ngày qua mới lên, chưa thấy biển bao giờ. Thì bắt đầu chúng ta chèn video vào. Chúng ta chèn video vào rồi sau. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta cho thời gian nó làm 10 giây, ở đây mình chỉ còn lấy 10 giây thôi. Thời gian train nó là 0 giây. Chúng ta mở slide lên. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta chỉnh âm thanh nó trở về 0%. Tiếp theo là chúng ta cắt video vào stream. Nhấn vào lệnh stream như thế này để cắt video. Chúng ta lấy cái khung này. Chúng ta chọn cảnh này. Cảnh này đi. Cho tới cảnh này. Này. Tiếp tục chúng ta nhấn đôi cái layer này bằng cách nhấn Ctrl D. Sau đó chúng ta lại vào trim như thế này. Chúng ta lại lấy cái ảnh cuối, cái khung ảnh cuối. Này. OK. Tiếp theo chúng ta còn làm đó là nhấn vào biểu tượng dấu cộng như thế này và chọn Solid Color. Nhấn OK. Sang Adjustment, chúng ta nhấn vào Vinix. Chuột phải vào Solid Color, Layer Solid Color và chọn Masking Layer như thế này. Chúng ta kéo cái mặt nạ này sao cho vừa khít với lại cái layer, cái con người, cái người thứ hai bên đứng bên góc này, kéo sao cho vừa khít, đừng kéo dơ quá thế này. OK, sau đó chúng ta xem thử. Rất đơn giản à, thì điều kiện nó làm được cái clip này là các bạn phải đặt máy quay của mình phải cho đứng yên, không được dịch chuyển. Nếu dịch chuyển là sẽ có xảy ra lỗi ngay. Thì chúc các bạn thành công. Mình là Cường EAT, cảm ơn các bạn đã xem clip này.